Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 28 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và huân chương độc lập cho các gia đình liệt sĩ. Kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình hầm chui Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương sáng nay, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo công trình và hoàn thành vào ngày 30 tháng 10 tới. Đà Nẵng phát động tổng ra quân thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tin quốc tế. Chỉ vài giờ sau khi cơ quan lập pháp khu tự trị Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, hàng nghìn người dân ở thủ đô Barcelona đã xuống đường, mang theo cờ và biểu ngữ với tinh thần phản đối quyết liệt ly khai của vùng Catalonia. Là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức long trọng lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và huân chương độc lập cho các gia đình liệt sĩ có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Đặng Thị Kim Liên và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, trân trọng và biết ơn những cống hiến vô giá của những người mẹ, người vợ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để đền đáp công lao hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, tri ân đối với các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Hơn 1/3 thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không phai nhạt trong ký ức của mỗi người dân xứ Quảng nói chung và người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng. Chúng ta không thể nào quên được những mất mát, đau thương trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Càng không thể nào quên hình ảnh các mẹ, các chị trong đội quân áo dài, trong đội quân tóc dài, đi đầu trong các cuộc đấu tranh chính trị, giữ đất, giữ làng, một tấc không đi, một ly không rời. Quyết bảo vệ cơ sở, bảo vệ cách mạng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, khó khăn, gian khổ, động viên chồng, con tham gia cách mạng, xứng đáng với truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Và chúng ta cũng không thể nào quên những tấm gương về sự hy sinh cao cả, tinh thần xả thân vì Tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn và sự hy sinh cao cả của đồng bào, đồng chí và những anh hùng liệt sĩ, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, của các gia đình thương binh liệt sĩ. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, thân nhân gia đình các mẹ, các gia đình liệt sĩ dù bất kỳ cương vị công tác nào, hoàn cảnh nào cũng luôn luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng vươn lên phấn đấu trở thành những gia đình cách mạng gương mẫu, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cho trên 3.300 mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay còn 215 mẹ còn sống, được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng và 1.552 gia đình liệt sĩ được tặng thưởng huân chương độc lập các hạng. Hiện có gần 22.000 lượt đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên.
kinh phí chi trả hàng năm trên 330 tỷ đồng. Thành phố cơ bản hoàn thành việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. Công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng. Đến nay, thành phố đã xây mới, sửa chữa nhà ở cho gần 5.000 hộ chính sách, nâng cấp 20 nghĩa trang liệt sĩ với 9.400 ngôi mộ. Qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu gia đình người có công với cách mạng, có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Phết và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 47 thân nhân gia đình các bà mẹ Việt Nam anh hùng và 35 đại diện gia đình liệt sĩ được nhận các danh hiệu huân chương độc lập. Chiều nay, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC. Đến dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ. Công trình cải tạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng thành Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC là một trong những công trình trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Công trình có mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, đảm bảo nhiều công năng phục vụ. Riêng khu vực phục vụ báo chí được chia làm 3 khu, trong đó khu làm việc chung cho phóng viên có diện tích 14.000 m2, có thể đảm bảo cho khoảng 1.000 phóng viên làm việc cùng lúc. Theo đó, các phóng viên, nhà báo có thể tác nghiệp tại trung tâm sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ miễn phí tại đây như mạng Internet, trang thiết bị văn phòng cơ bản, tín hiệu hình, tiếng, khai thác ảnh. Bên cạnh việc đảm bảo tốt hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho báo chí tác nghiệp, các phương án về an ninh, quản lý ra vào tại trung tâm sẽ được thắt chặt nhằm đảm bảo an ninh khu vực và tạo ấn tượng tốt đẹp với truyền thông quốc tế. Sáng nay, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã có buổi kiểm tra thực tế công trình nút giao thông Điện Biên Phủ huyện Tri Phương. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Trong những ngày này trên công trình, các cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động đang dồn hết tâm lực để hoàn tất những phần việc còn lại. Đến thời điểm hiện tại, phần hầm cơ bản hoàn thiện cả về sơn tường và tổ chức giao thông. Các nhà thầu đang khẩn trương thi công mặt giao lộ và đường dành cho xe buýt BRT nằm giữa hai nhánh hầm phía đường Điện Biên Phủ và dọn vệ sinh. Dự kiến công tác làm mặt đường và cấp phối sẽ hoàn thành trong ngày và sẽ thảm nhựa trong đêm nay. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận và biểu dương nỗ lực của ban điều hành dự án và các đơn vị thi công. Trong giai đoạn nước rút đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành công trình kịp đưa vào sử dụng dịp tuần lễ cấp cao APEC. Cùng theo Bí thư Thành ủy, mốc cuối cùng hoàn thành tất cả các hạng mục kể cả điện chiếu sáng và dọn vệ sinh là vào ngày 30 tháng 10. Đồng thời lưu ý các đơn vị điều hành và thi công không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn phải chú ý chất lượng và mỹ quan, bởi đây là công trình giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm thành phố. Nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương cũng là công trình cuối cùng hoàn thành để chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC. Được biết trước đó đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC tại trung tâm hành chính thành phố. Tại đây sẽ diễn ra một số cuộc họp của các quan chức cao cấp trong tuần lễ cấp cao APEC. Sáng nay tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố phát động tổng ra quân thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC 2017. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thưa quý vị và các bạn, không khí chào đón APEC đã và đang lan tỏa đến từng ngõ phố, từng khu dân cư và buổi lễ phát động cấp thành phố ra quân hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp ngày hôm nay đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ và nhân dân với mục đích là cùng nhau truyền tải thông điệp, chung tay góp sức xây dựng hình ảnh một Đà Nẵng đẹp đẽ, sạch sẽ, khang trang trong mắt bạn bè quốc tế. Phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp của thành phố Đà Nẵng đã trải qua 13 năm thực hiện, được sự đồng lòng hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Để thực hiện có hiệu quả phong trào hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân quận huyện tăng cường triển khai thực hiện, tập trung ở một số tuyến đường chính, khu vực chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, các lô đất trống, các khu vực công cộng, khu vực giáp ranh. Cuộc tổng ra quân thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp sáng hôm nay và hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC cũng không ngoài mục đích là mang thông điệp tổng động viên đến toàn thể nhân dân thành phố ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Sau buổi lễ phát động này, tôi tin tưởng rằng sự đồng thuận cùng nhân dân, chúng ta sẽ đưa phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp thực chất đi vào cuộc sống. Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả các cơ quan, ban ngành, địa phương, các tổ chức cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng
hãy tham gia một cách có hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng xanh sạch đẹp và tiếp tục duy trì có hiệu quả sau này. Ngay sau lễ phát động, cán bộ và nhân dân đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo rao vặt, dọn dẹp các lô đất trống trên các tuyến đường, khu vực phục vụ tuần lễ cấp cao APEC trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Đây là địa phương sẽ diễn ra nhiều sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC. Nhiều người dân hào hứng tham gia phong trào với mong muốn làm cho thành phố thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Và hôm nay để góp phần cho hội nghị APEC sắp tới thì cũng góp sức một phần nhỏ bé của mình vô các công cuộc lao động tập thể như thế này. Thắng mà nói người dân ở Đà Nẵng thấy dọn vệ sinh như thế này là quá đẹp, và là chúng ta sẽ mãi mãi mà giữ cái dọn vệ sinh lâu dài để mà Đà Nẵng chúng ta còn xanh sạch đẹp. Từ nay đến thời điểm diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2017 chỉ còn hơn một tuần. Trước mắt, trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC sẽ duy trì đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đến hết ngày 15 tháng 11. Quận Sơn Trà đồng loạt ra quân hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong đó, phường An Hải Bắc được chọn làm điểm tổ chức lễ phát động. Theo đó, bốn lĩnh vực mà quận tập trung triển khai trong dịp này đó là đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, văn minh thương mại và an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng đối với công tác tổng dọn vệ sinh, tất cả các phường trên địa bàn quận tổ chức làm sạch môi trường ở những tuyến đường, khu vực công cộng, lô đất trống, khu dân cư, trong đó ưu tiên những tuyến đường đoàn cấp cao APEC đi qua. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng gồm các hội đoàn thể, khối cơ quan trường học, xí nghiệp môi trường quận Sơn Trà và đông đảo nhân dân tập trung dọn vệ sinh các tuyến đường, lô đất trống. Cùng với hoạt động dọn vệ sinh môi trường, quận Sơn Trà yêu cầu người dân tuân thủ tuyệt đối các quy định của luật giao thông, không vượt mặt xe ưu tiên của các đoàn khách đi qua, không buôn bán hàng rong trên các tuyến đường cấm, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, đảm bảo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện văn minh thương mại trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, giữ gìn an ninh trật tự nhằm mang lại hình ảnh đẹp trong mắt các quan khách và bạn bè quốc tế. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố tổ chức lễ tiếp nhận tranh trang trí Trung tâm Hành chính và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Furama phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017, Ban Vận động Mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao Văn hóa đã vận động các họa sĩ trên khắp cả nước tham gia vẽ tranh và hiến tặng. Nhiều bức tranh đẹp được thể hiện trên chất liệu khác nhau từ các họa sĩ ở ba miền Bắc, Trung, Nam đã được trang trí tại Trung tâm Hành chính thành phố, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại, song phương cấp cao và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Furama. Thay mặt lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao gửi lời cảm ơn đến các họa sĩ đã sáng tác và hiến tặng tranh, góp phần quảng bá giới thiệu hình ảnh đẹp của đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời cam kết sẽ bảo quản tốt và tích cực giới thiệu, quảng bá tác phẩm đến quan khách gần xa. Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort vừa được vinh danh top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á tại lễ công bố giải thưởng thường niên lần thứ 30 của tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler vừa qua. Giải thưởng năm nay là kết quả bình chọn của 300.000 du khách, đồng thời là độc giả của tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler. Năm nay, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort tròn 5 năm đi vào hoạt động và cũng là một năm kỷ lục của khu nghỉ dưỡng với 18 giải thưởng và danh hiệu đã được trao tặng. Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2017, khu nghỉ dưỡng với 200 phòng nghỉ sang trọng có tầm nhìn hướng đại dương và được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Điểm nổi bật và khác biệt của khu nghỉ dưỡng là kiến trúc và nội thất mang đậm tinh hoa văn hóa Việt trong từng chi tiết. Nhiều hạng mục trong khu nghỉ dưỡng được vinh danh ở các giải thưởng độc lập như spa mới tốt nhất thế giới, nhà hàng sang trọng nhất khu vực châu Á 2017. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi đầu tháng 11 này, nơi đây sẽ diễn ra cuộc họp của nguyên thủ 21 nền kinh tế diễn đàn châu Á Thái Bình Dương APEC 2017. Thưa quý vị, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã chuẩn bị 35 khách sạn từ 3 cho đến 5 sao với tổng cộng trên 6.000 phòng, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ lãnh đạo 21 nền kinh tế và đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017. Để phục vụ tốt nơi lưu trú cho các đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC, trong những ngày này, Sở Du lịch thành phố đã tổ chức các đợt kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khách sạn, resort.
cao điểm từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 11. Các đoàn tiến hành kiểm tra về chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi, dịch vụ và mức độ phục vụ. Đối với các khách sạn, resort phục vụ các đoàn đại biểu cấp cao, khách mời quốc tế có tổ chức hội nghị, sự kiện. Kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về sắp đặt, bài trí phòng của các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, hội trường và các phòng chức năng. Qua kiểm tra, Sở đã hướng dẫn lưu ý các khách sạn về việc trang trí vệ sinh phòng ngủ, nhà hàng đảm bảo mới, sạch sẽ và chất lượng phục vụ tốt nhất. Chúng tôi tiến hành kiểm tra thực tế tại tất cả các khách sạn được chọn phục vụ tuần lễ cấp cao. Thì tại các cơ sở khách sạn, thì chúng tôi thực hiện kiểm tra về các cơ sở vật chất, việc chuẩn bị nguồn nhân lực. Và chúng tôi cũng lắng nghe những khó khăn vướng mắc của khách sạn để kịp thời hỗ trợ. Chúng tôi cũng hướng dẫn khách sạn lưu ý về các vấn đề rà soát các cái cơ sở vật chất xuống cấp để khẩn trương cải tạo ngay và rà soát các cái sự sẵn sàng chuẩn bị phục vụ của các trang thiết bị tiện nghi trong khách sạn, các khu vực dịch vụ. Về nhân lực thì chúng tôi cũng nhắc nhở đến việc khách sạn chuẩn bị đủ và dự phòng nguồn nhân lực. Nhận thức được tầm quan trọng của tuần lễ cấp cao APEC 2017, đến nay hầu hết các khách sạn, resort có phục vụ các nguyên thủ, bộ trưởng, đại biểu cấp cao, doanh nghiệp, báo chí quốc tế đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với những dịch vụ tốt nhất. Trước đó, các khách sạn cũng đã vượt qua các đợt kiểm tra khắt khe, thẩm định kỹ lưỡng về chất lượng, độ an toàn. Để chuẩn bị cho hội nghị APEC sắp tới thì chủ đầu tư cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của khách sạn Sandy đã sẵn sàng cho APEC. Về nguồn nhân lực thì bên đã tuyển đầy đủ và được training, huấn luyện một cách đầy đủ. Còn cơ sở vật chất thì được kiểm tra lại một cách kỹ càng, cũng như nguồn thực phẩm hay là tất cả các giấy tờ liên quan đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị APEC sắp tới. Qua công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng ghi nhận cái sự nỗ lực của tất cả các khách sạn, từ giám đốc đến trưởng các bộ phận đều đang trong một cái không khí rất là sôi nổi, rất là tích cực, giống như một cái ngày hội. Và tại từng khách sạn thì đang ngày càng mỗi ngày thì không khí càng khẩn trương. Khách sạn mời những đầu bếp giỏi từ nước ngoài về, mời những quản gia từ các nước có nguyên thủ, người bản xứ để làm sao phục vụ tốt nhất cho tuần lễ cấp cao. Trước đó, Sở Du lịch thành phố đã tổ chức 30 lớp đào tạo, quán triệt về nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, nhà hàng, bếp, kỹ năng giám sát, xử lý tình huống. Các lớp về lễ tân ngoại giao, các yêu cầu về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chia sẻ một số kinh nghiệm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC với người quản lý, giám đốc các khách sạn. Mục tiêu mà ngành du lịch Đà Nẵng hướng đến là làm thế nào để quan khách đạt được mức độ hài lòng cao nhất trong những ngày lưu lại thành phố. Bởi sau câu chuyện nguồn thu mang lại, cái được lớn hơn của khách sạn nói riêng, điểm đến Đà Nẵng nói chung, chính là quảng bá hình ảnh của thành phố du lịch năng động, đẳng cấp tới du khách. Từ đó góp phần khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thưa quý vị, tình trạng trẻ em không đội mũ bảo hiểm, học sinh đi xe máy đến trường tái diễn trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra, nhà trường đã nhắc nhở, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư chở con em đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm và vẫn còn nhiều học sinh đi xe máy đến trường. Có mặt tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà vào giờ tan học, đón con bằng những chiếc mô tô của phân khối lớn thế này nhưng không hề đội mũ bảo hiểm cho con. Còn ở trên các tuyến đường chính, người tham gia giao thông trong độ tuổi học sinh vẫn vô tư đi xe máy trên đường. Trước đây là cái tình trạng này là phổ biến cũng rất nhiều, nhưng mà qua cái việc là triển khai vừa công tác tuyên truyền vừa công tác là xử lý nghiêm các cái hành vi này á, thì đến giờ phút này thì nó cũng tương đối, nói chung là các em cũng đã ý thức được cái việc đó, và kể cả phụ huynh cũng đã nắm bắt được cái vấn đề là tiềm ẩn tai nạn giao thông ở vấn đề này. Để giảm thiểu tiến tới không còn học sinh đi xe máy, trẻ em không đội mũ bảo hiểm đến trường, bên cạnh tuần tra xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm an toàn giao thông, nhà trường cần có giải pháp tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ,
giáo dục cho trẻ việc cần thiết phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy. Hy vọng với sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành chức năng, việc giám sát từ phía nhà trường và đặc biệt là sự động viên, nhắc nhở từ phía các bậc cha mẹ đối với con em mình trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, thời gian tới sẽ không còn tình trạng trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cũng như tình trạng học sinh đi xe máy đến trường. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngay sau khi chính quyền vùng tự trị Catalonia tuyên bố độc lập vào tối qua theo giờ Việt Nam, hàng nghìn người dân thủ đô Barcelona, tâm bão của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, đã xuống đường để phản đối ly khai, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đất nước Tây Ban Nha đoàn kết thống nhất. Dòng người tuần hành hô vang Catalonia chính là Tây Ban Nha, thể hiện sự ủng hộ một đất nước Tây Ban Nha thống nhất. Nổi bật nhất là biểu ngữ ghi dòng chữ "Sự thống nhất của Tây Ban Nha, chúng ta không bỏ phiếu, không đàm phán về điều này, chúng ta phải bảo vệ nó". Chính quyền vùng Catalonia không tôn trọng luật pháp và họ sẽ không bao giờ làm như vậy. Đêm nay chúng tôi sẽ không ngủ, chúng tôi sẽ không dừng lại, chúng tôi sẽ xuống đường cho tới khi trật tự hiến pháp được lập lại. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì lá cờ của đất nước để tất cả người dân vùng Catalonia hiểu được điều này. Chính phủ Syria đã lên tiếng chỉ trích rằng cáo buộc của Liên Hợp Quốc cáo buộc nước này đã sử dụng khí độc sarin trong một cuộc tấn công vào thị trấn Khan Yunis hồi tháng 4 là xuyên tạc sự thật. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ, Syria dứt khoát phủ nhận nội dung của báo cáo chung giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCVK công bố hôm ngày 26 tháng 10 vừa qua. Báo cáo này và báo cáo trước đó là những màn xuyên tạc sự thật và bóp méo thông tin về những gì đã xảy ra tại Khan Yunis. Cùng ngày, Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích báo cáo trên của Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, nghiên cứu sơ bộ đầu tiên cho thấy trong báo cáo có rất nhiều điểm mâu thuẫn, không nhất quán về mặt logic, sử dụng nhân chứng đáng ngờ và bằng chứng không được xác minh. Nga sẽ phân tích những phát hiện này và sớm công bố phản ứng. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần thứ hai Hàn Quốc, trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sáng nay ông James Mastic đã có cuộc thảo luận thường niên với người đồng cấp nước chủ nhà Sun Ae-mu. Đây là hội nghị tham vấn an ninh lần đầu tiên giữa hai nước đồng minh này dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in và Donald Trump. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về sự phối hợp giữa Seoul và Washington trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc thảo luận, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cũng cảnh báo Triều Tiên có thể phải đối mặt với những phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, sự kiện một robot lần đầu tiên đã phá vỡ rào cản, được cấp quyền như một công dân bằng xương bằng thịt, được coi là một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của nhân loại. Tại một sự kiện thương mại diễn ra tại thành phố Riyadh, con robot với kích thước người trưởng thành có đầy đủ mắt, mũi, chân, tay mang tên Sophia đã chính thức được xác nhận là một công dân Ả Rập. Robot Sophia tự giới thiệu mình khi người giám hộ hỏi cô có thể tỉnh dậy và chào mọi người không. Chào buổi chiều, tên tôi là Sophia và tôi là robot mới nhất và vĩ đại nhất của Hanson Robotics. Cảm ơn bạn đã cho tôi có mặt ở đây trong sáng kiến đầu tư tương lai. Tại sự kiện đáng nhớ này, Sophia cũng đã nắng lại trên một phát biểu khá lâu và trả lời những câu hỏi được đặt ra từ người giám hộ Andrei Rosokin, có nội dung xoay quanh tình trạng của cô khi được thế giới nhìn nhận và đối xử như một con người. Sau đó, robot Sophia với gương mặt khả ái đã tươi cười nói với các khán giả tại sự kiện, đồng thái cấp quyền công dân cho robot được coi là một nỗ lực để thúc đẩy Ả Rập là nơi phát triển trí thông minh nhân tạo. Đến đây cũng đã kết lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.